Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì môi trường bền vững của kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã và đang tạo áp lực rất lớn đến chất lượng môi trường đô thị khi mà dân số tăng cao, đồng nghĩa với lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng lên. Bên cạnh đó, người dân tập trung sinh sống tại đô thị nhiều hơn sẽ kéo theo đó là sự gia tăng số lượng của các phương tiện cá nhân, cùng với đó là các công trình xây dựng và nhà máy hoạt động dẫn đến lượng khí phát thải tăng vọt, ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Với những nguyên nhân chủ yếu như vậy mà việc cải tạo chất lượng môi trường tại các đô thị lớn của nước ta đang rất cần được quan tâm và chú trọng. Việc đô thị hóa diễn ra với tốc độ và quy mô ngày càng nhanh chóng đã kéo theo những hệ lụy môi trường như gia tăng ô nhiễm, nguồn nước thải không được xử lý, hệ thống thoát nước đô thị xuống cấp. Thêm vào đó, ô nhiễm không khí cũng đang từng ngày gây hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hàng năm, tại Việt Nam, có 6,8 triệu tấn carbon được thải ra không khí. Theo dự báo, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam vào năm 2020 sẽ đạt khoảng 40%, số dân cư sinh sống tại đô thị vào khoảng hơn 45 triệu người. Theo thống kê, hoạt động giao thông gây phát thải khí CO, VOC và NO2, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thải ra khói, bụi, khí SO2, CO, sản xuất nông nghiệp, làm phát sinh khí CO2 và CH4. Ngoài ra, hoạt động của các làng nghề còn làm phát sinh ra bụi, khí SO2, NO2, CO, hơi axit. Việc chôn lấp và xử lý rác thải rắn thì là tác nhân gây ô nhiễm bụi, CH4, CO2 và amoni. Với tốc độ phát triển và dân số đô thị tăng nhanh như hiện nay, Việt Nam sẽ phải đối mặt ngày càng nhiều với những vấn đề phức tạp phát sinh từ quá trình đô thị hóa, đặc biệt là vấn đề môi trường. Số liệu tổng hợp của Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường cho thấy, môi trường không khí tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã bị ô nhiễm nặng về bụi trong hàng chục năm nay. Từ số liệu quan trắc bụi PM10 tại các đô thị trong giai đoạn 2011 đến 2015, nồng độ bụi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trung bình cao hơn từ 2 đến 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép thuộc loại ô nhiễm nặng. Tại những địa điểm có công trình xây dựng, nồng độ bụi lớn hơn tiêu chuẩn cho phép từ 3 đến 7 lần thuộc loại ô nhiễm rất nặng. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có báo cáo đánh giá chất lượng môi trường không khí. Riêng ở Hà Nội, ước tính lượng khí CO2 sẽ tăng từ 600.000 tấn vào năm 2005 lên 1.400.000 tấn vào năm 2020, trong khi lượng khí SO2 sẽ tăng từ 2.200 tấn vào năm 2010 lên 4.000 tấn vào năm 2020. Vừa qua, tại tọa đàm Chất lượng không khí Hà Nội, thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đã chia sẻ quan điểm về những nguyên nhân trọng điểm gây ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị. Trong cái báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2013 cũng chỉ ra nhiều nhưng có 4 cái nguyên nhân chính mà còn trong đó nói, một là sự yếu kém về thể chế. Trong đó ví dụ như là các cái tiêu chuẩn quy chuẩn nó sẽ không chưa được sát với thực tế và chưa phản ánh thực tế. Cái yếu kém thứ hai là cái hệ thống quan trắc về kiểm soát ô nhiễm cũng như là kiểm kê phát thải cũng còn yếu. Ví dụ như quan trắc thì lúc nào cũng có báo cáo nói và cho rằng là quan trắc còn manh mún, còn chồng chéo và chưa theo một cái hệ thống đồng bộ, vì thế cái chất lượng còn có vấn đề. Còn kiểm soát thì vẫn là nhiều chỗ bỏ ngỏ, ví như là giao thông chẳng hạn như xe máy hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ, còn kiểm kê phát thải thì gần như là cũng số liệu cũng rất là hạn chế. Cái mảng thứ ba là báo cáo hiện trạng môi trường đánh giá đấy là các sự tham gia của các cái chủ phát thải như các nhà máy nhiệt điện, các than chưa thực sự là mà tích cực. Và cái thứ tư là các cái đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường không khí còn khiêm tốn và có thể là chưa tương xứng với những cái nhiệm vụ. Đòi hỏi phải có cái sự phối hợp mà điều chỉnh cũng như là ban hành các cái văn bản pháp luật, ví dụ như là luật về bảo vệ không khí hay là luật không khí sạch, cũng như là thắt chặt các cái quy chuẩn hay cái giới hạn về phát thải. Đặc biệt nữa là thực hiện nghiêm những cái quy định hiện hành về việc đốt chất thải rơm rạ này, cũng như là thực hiện cái việc là quan trắc chất lượng không khí và kết nối cái dữ liệu quan trắc của các cái nhà máy để các cái sở tài nguyên môi trường có thể là dễ dàng kiểm soát. Có thể thấy hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới áp lực môi trường lên các đô thị trong quá trình đô thị hóa. Điều này cũng đòi hỏi các giải pháp phải đa dạng hơn và gắn kết trong một tổng thể. Cũng giống như nhiều trường đại học trên cả nước, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng rất quan tâm và đặt mục tiêu nghiên cứu đến các giải pháp về môi trường.
Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Trong cái 7 hướng nghiên cứu đặc thù của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì có hướng môi trường và năng lượng, thì các cán bộ của chúng tôi có thể tham gia vào hướng đó. Ngoài ra để có thể có kinh phí để nghiên cứu, và ngoài ra thì có được sự hỗ trợ của consortium, nghĩa là hiệp hội các cái trường đại học, 43 trường đại học tại Pháp, thì trong đó có lĩnh vực về môi trường thì cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để các cán bộ chúng tôi có thể phát triển cái việc mà giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường, hoặc là một trong những vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường mà bây giờ là chính phủ ra một cái đề án rất lớn để sử dụng cái năng lượng sạch, là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tôi nghĩ trong thời gian tới sẽ phát triển rất mạnh, và trường tôi thì có rất nhiều cán bộ đào tạo chuyên sâu về cái vấn đề năng lượng sạch này. Một trong những nghiên cứu phát triển năng lượng sạch tại đây là chế tạo lá nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời, tạo ra khí hydro không sử dụng các loại pin thông dụng đang có trên thị trường, nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các loại năng lượng hóa thạch và chất thải ra môi trường. Có rất nhiều công nghệ pin, ví dụ như pin lithium, pin chì v.v. đúng không ạ? Thế nhưng mà tất cả những cái đó thì nó khi mà đến cuối quá trình sử dụng pin lithium chẳng hạn thì cũng vẫn phải có một quá trình thu hồi, và nó có cái vấn đề về môi trường. Thế thì có một cái giải pháp, đấy là chúng tôi học, cộng đồng quốc tế muốn học cái cách mà cái lá cây xanh đang làm việc. Lá cây xanh là một cái nhà máy rất là chuyển hóa năng lượng rất là hoàn thiện. Nó dùng năng lượng mặt trời, nước và CO2 chuyển thành cái năng lượng, và sau khi mà một thời gian rất là dài thì chuyển thành cái năng lượng hóa thạch mà chúng ta biết. Thế thì chúng tôi muốn làm ra những cái lá bắt chước cái cấu trúc và cái cách hoạt động của cái lá nhân tạo đấy, để làm gì? Thì từ năng lượng mặt trời và nước là có thể tạo ra hydro, là một cái loại nhiên liệu rất là sạch. Và khi mà hydro dùng ở trong pin nhiên liệu hydro á, thì nó chỉ sản xuất ra nó tạo ra một cái sản phẩm phụ duy nhất, đấy là nước. Và như vậy thì không có CO2 và nó có thể giải quyết. Có thể đấy là một cái công nghệ mà có thể giải quyết vấn đề triệt để vấn đề về môi trường, đặc biệt là khí thải. Cứ sau mỗi mùa gặt, người nông dân thường vứt ra đường các sản phẩm rơm rạ thừa. Nhiều nơi rơm rạ thừa được đem đốt. Với lượng rơm rạ lớn được đốt dẫn tới ô nhiễm khói, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Và còn thực tế, các nhà máy nhiệt điện sử dụng nguồn than lớn cũng gây ô nhiễm khói bụi trên diện rộng. Từ đó mà một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu ý tưởng kết hợp rơm rạ làm chất đốt trong các nhà máy nhiệt điện. Hiện nay, chúng tôi đang tính đến cố gắng đạt được hiệu suất tương đương như với sử dụng than. Chúng tôi đang thử nghiệm thay thế 5% than bằng nguồn nguyên liệu này, thì ngoài việc giảm sử dụng năng lượng hóa thạch còn giúp giảm phát thải ô nhiễm đáng kể. Chúng tôi tận dụng cái thế mạnh ở đây là mọi người là các khoa trong một trường, và chúng tôi có những cái mối quan tâm chung. Chúng tôi làm việc với nhau thì cũng là một cái điểm thuận lợi, và tôi cũng hy vọng là đưa ra những cái giải pháp nó tổng thể hơn một chút. Nhưng mà không có nghĩa rằng là những cái giải pháp đơn lẻ thì lại không có quan trọng, mà thực sự rất quan trọng, và ý thức từng người dân một thì cũng rất là quan trọng, chứ không có nghĩa là chúng ta phải làm ở diện rộng. Áp lực lên môi trường đô thị vẫn ngày một gia tăng, tỷ lệ thuận với quá trình phát triển đô thị hóa. Nguyên nhân đã được chỉ rõ, nhiều giải pháp cũng được đưa ra như hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường đầu tư cho phương tiện công cộng, di rời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô, cũng như tăng cường các quy định chế tài xử phạt. Và các giải pháp, nghiên cứu của các nhà khoa học hứa hẹn sẽ góp phần khắc phục chất lượng môi trường đô thị. Thế nhưng ngay từ lúc này, chính mỗi người dân và các doanh nghiệp cũng cần phải tự nâng cao ý thức, hạn chế những hoạt động phát sinh khí thải, chất thải ra môi trường, nếu không muốn môi trường đô thị bị suy thoái nghiêm trọng trong tương lai không xa.